Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì Đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stick War Legacy phần 2 nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Mình sẽ tiếp tục là chơi chế độ phần Camden. Bên này sẽ là Golden Ace. Mình không biết là Golden Ace có nghĩa là gì ta. Có nghĩa là cái búa màu vàng. Hình như là vậy. Hình như là cái búa màu vàng thì phải. Rất có thể như vậy. Rồi chúng ta sẽ đỡ. What? Tưởng quảng cáo lâu lắm. Bình thường thôi, không phải quá lâu đâu anh em. Golden Ace. Hình như là cái khung ở trên nó bị kéo xuống một tí thì phải anh em ạ. Chúng ta sẽ kéo xuống như này. Ok, đẹp rồi đấy anh em ơi. Ôi chúng ta không mua lính là chúng ta cũng sẽ tèo nhá. Rồi, mình... ui, Golden Ace. Golden Ace đấy anh em ơi. Sợ quá. Đấm nhau luôn đấy, đấm nhau luôn rồi đấy. Va chạm. Rút. Lều sợ thật. Thằng này vẫn thằng Viking, vẫn vẫn thằng đấy. Sao Golden Ace nhỉ? Thằng có búa cả. Chúng ta đợi nó bắt đầu nó tiến lên cái là mình sẽ tổng tấn công. Cái game này thì nó khá là dễ, mình sẽ để tốc độ nhân 2 đi anh em cho nhanh. Đấy, tôi cần rất là nhiều đấy nha anh em. Đấy, cần mua cả hai con luôn. Tuyệt vời, hoàn hảo. Mua này là đẹp rồi. Thế thôi, chúng ta chỉ cần thế thôi anh em ơi. Bọn này không thể nào có thể nào mà lực nó bằng mạnh mình được anh em ơi. Chắc chắn luôn được, chắc chắn luôn đấy. Con này như kiểu con quỷ vậy ta. Nó có hai cái sừng sừng con nhìn trông rất là hài à. Ấy à, rõ ràng rồi đấy anh em. Ấy à, không mua thêm. Quên thật sự anh em ạ. Đào vàng nhiều quá, lú đầu. Cứ mua hết cái đống này đi á, xong kiểu gì là... No, mua thật nhiều anh em. Chúng ta có 13 thằng kiếm chém rồi. Sẵn sàng. Hy sinh, nhưng mà tên sao có cái kẻ ở giữa nhỉ? Có cái vạch vạch ở giữa nhìn trông nó rất là ghét lắm. Sự nhìn nó rất rất là ngứa mắt. Cái vạch vạch này. Anh em nhìn thấy có ngứa mắt lắm. Tôi nhìn thấy rất là khó chịu với cái vạch này nhỉ. Không biết là anh em thấy như thế nào. Sẵn sàng. Quân đội đã sẵn sàng rồi. 7, 8, 9, 10. Rất đông. Rất đông của đằng khác. Tề tiệu đông đủ luôn. Trời ơi, nhìn xem, nhìn quân xem. Xếp hàng thẳng tắp một lượt luôn. Các bạn thích vào không? Các bạn thích vào đây không? 1, 2, 3, 4. Tổng cộng có 4 con thôi anh em ạ. Quân nó yếu lắm. Quân nó yếu thật sự. Ôi trời, full rồi. Full rồi. Cái này đào vàng rất là nhanh nha anh em. Mà bọn này nó đào rất là lâu. Tại sao nó vẫn có 2 con là như nào? Không phát triển quân đội nó lên à? Không phát triển quân đội nó lên thì nó sẽ là một cái gì đó rất là tệ à. Bắn cung này, binh là bắn cung của tui này. Sẵn sàng hết rồi. Bây giờ chỉ việc là nổ súng cái là tấn công thôi. Nó có 2, 4, 6 quân. Cái mức độ khó của game này nó dễ anh em. À, không biết có cái chế độ nào mà nó khó hơn không nhỉ? Mình không đoán là có cái chế độ nào nó khó mà nó ấy hơn đâu. Tấn công để tốc độ như một thôi anh em. Bọn này thì nó sẽ khỏe hơn mình rồi, nó đều chắc chắn thôi. Cung đâu, khỏe đấy nhở? Châu à, mình sẽ đập vỡ cái nhà này của nó đi anh em. Chạy với chúng tôi này. Yeah boy. Cái gì vậy? Cái này không còn tắt, không tắt được anh em ạ. Cái game này nó là thế. Bắt buộc mình xem quảng cáo. Rồi, tắt cái này bên này nha. Rồi. Shopee mùng 3 tháng 3 Flash Sale. Đấy à, chém nhau ghê đấy. Ui, có giáo rồi anh em ơi. Spearman. Nhìn trong đỉnh đấy, người khổng lồ này. Đây là quân đấy này, phù thủy này. Highland. Cái gì đấy? Game gì đây?
Mình méo ở đây. Chúng ta đấu với hai len anh em ạ. Cao Nguyên. Cao Nguyên đầy gió. Chúng ta còn cần 3 thằng nhanh nhất có thể. Ôi ôi, quân đội vàng anh em ạ. Từ chết rồi. Nó tấn công chắc là mình sẽ tèo. Mình đoán là nếu mà nó tấn công mình sẽ tèo nhé. Chúng ta có khoảng thời gian rất ít thôi anh em ạ. Thời gian để nó tấn công. Rồi anh em ơi, mua hết rồi đấy anh em. Bây giờ tôi sẽ mua full được ngày rồi. Mua Spartan thôi, sẵn sàng. Có khoảng 2 phút để chuẩn bị đánh nhau. Tớ sẽ cố lên nào. Đào những người này anh em ơi. Hay lắm. Như thế quyền mua thoải mái rồi. Mình không thể mua kia luôn. Spartacus à, đội quân áo giáp. Và đội quân kiếm vàng. Đội quân Spartacus. Cố lên nào. Mua rất lâu nha. Còn hơn 1 phút nữa. Chết rồi. Không biết có kịp không nữa đây. Tiền thì không thiếu anh em ạ. Nhưng mà còn hơn 1 phút nữa thôi. Nó mua quá lâu không. Đừng bảo đội quân này thua nhá. Quân này không thua được. Với đội quân này không thể thua được. Còn 40 giây nữa để chúng ta chuẩn bị đội quân. Để chúng ta hủy diệt. Tiền thì không thiếu anh em ạ. Tiền thì không hề thiếu luôn. Rất nhiều tiền là khác. Sẵn sàng rồi, sắp rồi, sắp chiến rồi. Ui, từ. Wow, tấn công anh em. Tấn công đi. Đúng rồi. Mấy thằng kiếm vàng khỏe đấy. Không biết ai sẽ thua trước đấy. Thua trước. Đỉnh của chóp được đấy. Đội quân áo giáp vàng à. Đội quân áo giáp vàng với chúng tôi này. Đánh cho không còn manh giáp nào luôn ạ. Wow, man. Đỉnh đấy. Ok. Cái này thì tính sao? Khỏe quá. Khỏe là rất khỏe. Spear. Ui. Cái Spear nó lên thêm một pha ra âm này. Shopee và tháng 3 phát sale lễ vô địch từ 22 tháng 4 đến 3 tháng 3. Sale đậm 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 21 giờ. Sáng nay voucher giảm đến 500k cho đơn từ không đông. 2000 sản phẩm flash sale với giá cực sốc. Phải mua sắm với điều rẻ vô địch. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đấm nhau trong cái hội Pharaoh. Oh my god, Pharaoh anh em ạ, người quen Pharaoh. Uầy, nó đỉnh đấy. Mình quên Pharaoh mới đỉnh đấy anh em ạ. Đỉnh dã man luôn, nhìn xem. Hiện tại chưa có gì nhưng mà chắc chắn nó sẽ rất là đỉnh. Nó có 4 thằng người ở đây. Nó có quân chưa ta? Ui, chết rồi. Pharaoh. Chết rồi. Rút được không ta? Rút. Chết rồi anh em ơi. Tôi cần Spartacus. Đừng chém. Chết rồi. Đừng giết quân của anh. Em ơi. Vãi lồng rồi anh em. Chết rồi. Spartacus đây rồi. Nó khỏe quá anh em ơi. Chết. Sọc ngay đấy anh em. Chết. Làm nào đây. Mày. Ui ôi. Thua. Hay thế nhở. Khả năng đánh bật người này khỏe đỉnh đấy.
What the fuck man. Ui khổ quá. Thằng này đỉnh quá anh em ơi. Forum. Wow. Pháp sư này thì tôi không biết đánh kiểu gì đây. Không mua được, hiện tại đang không mua được. Mình phải chém nó anh em, mình phải chém nó đằng sau ấy. Mình phải chém nó đằng sau anh em. Mình phải chém nó đằng sau ấy. Vãi cả linh hồn ạ. Thề luôn là không biết đánh kiểu gì luôn đấy. Chết rồi. Nó có một thằng thôi mà nó đánh cho mẹ tung cả đít rồi. Chết. Làm nào để giết nó nhỉ? Thực sự là nếu mà nó không được. Thì ra các ngươi muốn tìm cái chết ạ. Được anh em ơi. Được, tôi thủ rồi anh em. Bắn tấn tên đỉnh quá. Ok. Rồi. Spartacus bắn cung, con này sợ cung anh em ạ. Chứ phải có binh đoàn cung mình mới hủy diệt được. Hiểu. Nó chết mất thằng ơi, thằng này đắt tiền lắm đấy. Thằng ấy mình dự đoán là cực kỳ đắt đỏ hơn cả thằng này, chắc là giá tầm khoảng 1.000 tiền gì đó. Thế thì tôi chơi nguyên đội cung anh em. Phía trước là thằng nồi này. Tấn công, xung phong. Trước khi là nó gọi nhiều quân ra là mình phải bắn nó chết đã. Chết, lùi. Thật ra là lùi thôi anh em, về thủ thôi. Tại vì quân mình chưa đủ quân số anh em. Thích thì bắn thôi, có vấn đề gì, chẳng vấn đề gì cả. Thực sự như vậy, quân mình rất khỏe ở bên đây. 1.10 cho chất lượng anh em. Rất nhiều tiền. Tiền thì chưa giờ tầm mà trước giờ phải thiếu con này. Sao mình đưa cả quân hết vàng thế hả? Hết mỏ vàng. Đánh đi anh em mà không là mình thua đấy nha. Lên. Rất nhiều cung đấy, mình nên nâng cấp thêm thằng cung cho nó khỏe anh em ạ. Bắn thì bắn. Chết. Giết nhà nó. Phá nhà nó anh em. Đúng rồi. Phá hết cái nhà cho ta. Như vậy các người muốn chọn cái chết. Muốn tìm tới cái chết à? No này. Ok chưa? Đấm cho thủng nhà luôn. Nhà nó sắp thủng rồi anh em. Ui xôi. Có nhận 2 pháp sư luôn anh em ạ. Chết rồi. Chết. Cung với anh em ạ. Cung với hại bọn này. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.